Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Nguyễn Việt Hoàng, anh em Vũ Luận, anh em Phạm Đức Thiện, anh em Phạm Dương, anh em Trần Đức Trung, anh em Phạm Minh Tuấn và cuối cùng là anh em Công Huy. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Skull Hunter à? Cũng được. Blink. Ok, cái này chắc lấy hộp ma thuật thôi. Hộp ma thuật cho Senbo. Senbo Exit cầm cái hộp ma thuật này bổ khá là đau. Đồ mana cho cái con này nó blink ra nó gọi đệ. Cho hai đỏ đầu game kèm thêm một cái con Senbo này cũng khá là khỏe đấy. Hy vọng là sẽ có một cái con nào để nó lên 2 sao sớm cho tôi. Úi giời ơi, bổ được có đúng một con ạ. Blink cho ác mới sợ chứ. Ảo thật. Sao không blink cho súng nhỉ? Ờ thằng này lẽ ra nó phải blink cho con súng thì mới đúng. Nó blink cho súng thì có khi là tôi lại thua. Không biết anh em có thể giống tôi không, nhưng mà dạo gần đây thấy game có vẻ update hơi nhiều. Update liên tục ấy. Lại sắp sửa là có một cái update mới đấy anh em ạ. Cái bộ Warlock God ấy, nó vừa mới quay trở lại được một thời gian thì nó lại update tiếp. Update tiếp theo thì có vẻ như nó giảm sức mạnh của cái bộ God đi. Khi mà bây giờ cái bộ God nó đang là 65% cái giảm cooldown, thì sau khi update cái lần tiếp theo ấy, nó chỉ còn có 60% thôi. Mà tôi cũng thấy là nó cũng hơi khó hiểu cái bọn Erodo. Thứ nhất là update quá nhiều, chưa kịp meta mới, nó chưa kịp có cái gì cả thì đã update rồi. Nó cũng chưa định hình được cái meta mới nó như nào thì đã update rồi. Đấy, ngày mai hay sao ấy, hay là ngày kia gì đấy là update. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là có một cái sự rất là khó hiểu, đấy chính là cái bộ God. Đó là một trong những cái bộ mà bây giờ hiện tại là nó cũng không phải là cái bộ mạnh. Và cũng chẳng có ai động với nó hay là sớm farm với nó nhiều cả. Thực sự là chỉ có khi là mà bài nó được độ thì mới chơi thôi. Cái bộ God có mấy người chơi đâu mà. Bảo cái bộ God Warlock là quay trở lại thì nó cũng không hẳn là quay trở lại. Mà quay trở lại ở đây là chỉ là nó gọi là trong tưởng tượng của tôi thôi. Chứ còn vào trong rank thì bây giờ nó vẫn là tràn ngập Witcher. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại không phải là cái bộ Witcher nó giảm sức mạnh đi, mà lại là cái bộ God. Rất khó hiểu, rất khó hiểu. Phải chăng là sắp tới lại bán skin của Witcher, sắp bán skin của kiếm hồn, khi mà thay đổi cái skill của kiếm hồn thì là coi như là bán skin kèm luôn. có phải là như thế không? Tôi đã lâu rồi tôi cũng không quan tâm đến cái việc là họ bán cái gì, họ bán skin gì của con nào, nên là tôi cũng không biết. Nhưng mà rất có thể là sắp tới là nó là như thế. Nó cũng chỉ có thể giải thích được là như thế thôi, thì nó mới làm cái trò đấy chứ. Còn tự nhiên mà lại giảm sức mạnh của God đi thì nói chung là nó cũng hơi sida. Nó chả có ảnh hưởng gì đến cái meta cả. Nó không hề mất cân bằng. Nó cũng không mạnh. Không ai sở farm, không ai chơi. Nếu mà bây giờ giảm tiếp thì cũng chả ai chơi. Đấy, nó vẫn như thế. Thế tại sao không phải là giảm cái bộ Witcher nhỉ? Cái này khó hiểu lắm anh em ạ. Thực sự là phải người ở trong công ty thì mới có thể hiểu được. Người ở trong công ty mà phải là ở trong cái bộ phận kinh doanh ấy, thì mới may ra thì mới hiểu được cái triết lý cân bằng của cái bọn Dodo này. Triết lý cân bằng nó nói chung là anh em mình người bình thường không hiểu đâu. Phải người trong cuộc mới hiểu được. Còn chúng ta chỉ biết là bây giờ cái bộ Witcher nó mạnh quá, cứ sở pha Witcher vào trong rank thì cứ 3-4 ông chơi. Đấy, ít nhất là 2 thằng, không nói nhiều. Còn không thì cũng phải là 3-4 thằng. Bây giờ có mấy cái bộ đấm được cái bộ đấy đâu anh em. Đấy, ngày trước là có cái bộ 6 Saman thì nó đấm được, nhưng bây giờ Saman lại vừa coi như là giảm sấp mặt lờ luôn. Không đấm được. Cái bộ Saman ấy là vừa mới update xong, nó giảm từ 2 tiền cộng thêm, nó còn 1 tiền cộng thêm 60% 70% đấy. Đấy, giảm cái phần trăm cộng 2 tiền là xuống chỉ còn có 30% thôi, hay là 25% gì đấy. Thì nói chung là bây giờ cái bộ Saman ấy nó yếu rồi, nó không mạnh như ngày trước nữa để mà có thể nói là chơi để counter vào cái bộ Witcher. Trong khi đấy cái bộ Witcher không hề động đến nhá. Nó không hề động đến luôn. Mà thậm chí là sau update thì cái bất diệt nó còn, bây giờ nó còn được hưởng ở cái bóng của bất diệt cơ. Thế nó mới điều. Tức là bây giờ Fallen Witcher mà cầm bất diệt ấy là đánh là coi như là nếu mà có RO nhá là 5 con là bất tử luôn. Cả 5 con luôn, kể cả con chính lẫn bóng đều có cái khả năng bất diệt.
cái khả năng bất tử của cái món đồ bất diệt. Đấy. Thế thì đây nó lại là còn búp thêm cho cái bộ Witcher. Đấy, búp thêm chứ còn không có gọi là giảm đi hay là động vào, không hề động vào. Đấy, à có động vào nhưng mà là động vào là bắp thêm cho nó mạnh hơn. Thế là mới điều này. Bây giờ có cái bộ nào mà solo late game mà ăn cái bộ Witcher late game nhỉ? Trông có vẻ như là treo cái bộ nào. Nếu mà nói là ăn được thì chắc là chỉ giữa game thôi. Chứ còn những cái bộ mà đánh kiểu siêu late game, đánh đến tận ra 40 thì chắc là tôi nghĩ là chả có cái bộ nào ăn được bộ Witcher đâu. Bộ đấy bây giờ nó đánh nó mạnh từ giữa game mà nó mạnh đến late game luôn. Mà late game thì nó càng về late nó càng mạnh, do có sự chênh lệch đồ, chênh lệch đồ giữa con Fallen và những cái con tướng khác. Như bình thường ý, những cái con tướng khác thì nó chỉ có 6 đồ cam là mắc tối đa rồi, không thể mạnh hơn được nữa rồi. Đấy, nhưng mà con Fallen thì khác. Con Fallen thì nó sẽ là gì? Ít nhất nó sẽ là 25 món đồ cam. Đấy, và cái RO quá kinh khủng. Đánh đến khi nào mà nó đạt được 25 cái món đồ cam thì nói chung là chả có cái thằng nào có thể ăn được nữa. Cái điều đấy là điều không thể rồi. Thế nên là cứ càng kéo về late game thì cái bộ đấy nó càng mạnh. Trận này khả năng là tôi sẽ phải tri ân cái bộ God ấy anh em ạ. Tôi thấy là ở đây là có con ác mộng nó ra nên là chắc là chúng ta sẽ quay xe sang God. Chúng ta sẽ chơi God nha anh em nhá. Tôi sẽ chơi God để tri ân. Bởi vì làm sao God tôi sợ là sang meta mới khi mà nó giảm 5% cái cooldown đấy thì tôi nghĩ là sẽ không có ai chơi đâu. Bây giờ thậm chí là không ai chơi nữa rồi. Sau này từ 65% mà giảm 60% thì nói chung là 5% đấy nó là cả một cái gì đấy ấy, anh em ạ. Tại sao không phải là tăng 5% mà nó lại là giảm đi 5%. Ví dụ tăng 5% lên 70%, đấy, giảm 70% cooldown thì nó lại là cái câu chuyện khác. Nhưng bây giờ ấy, từ 65% giảm cooldown thì bây giờ nó giảm một phát xuống 60. Tức là nó đang gần về ngưỡng 50 rồi. Mình có vẻ làm tròn quá. Nhưng mà nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là cũng sẽ không ai động đến cái bộ đấy nữa đâu. Coi như là vứt luôn cái bộ đi rồi. Còn cái bộ Clay ấy, tôi nói thật với anh em là tôi cũng đọc nó cũng không hiểu update lắm. Đấy, bộ Clay tôi không hiểu được là nó là buff hay là nó là cân bằng hay là như nào. 10% tăng giáp. Đấy, nhưng mà lại mỗi lần có giáp là lại tăng 250 máu. Sau mỗi lần bật giáp. Tức là nó sẽ được 750 máu đấy nếu mà bật được 3 tầng giáp. Nói chung là cũng không biết. Bao giờ vào meta mới test mới biết được. Ui giời. Sừng chiến á. Sừng chiến. Tự nhiên lại ra cái sừng chiến này. Cái sừng chiến này ấy, nó là một cái món đồ nó gọi là trấn phái luôn ấy anh em ạ. Trấn phái của tụi Beat ấy. Chơi Beat mà có sừng chiến thì không khác gì lã bố gặp coi như là xích thố à. Có lẽ là sẽ quay xe rồi. Ui chết rồi, nó kê kìa. Ui vãi đái à, thôi chết rồi, chết co rồi. Tiên sư nó chưa lộc kê con Shadow ở dưới. Xong rồi, mất chuối ạ, áo cấp mất chuối. Cày nhờ. Thôi tôi quay xe sang Beat đây anh em ạ. Không chơi Warlock nữa đâu. Chắc chắn là không chơi Warlock nữa đâu. Ơ, từ từ. Tự nhiên lại ra lên con ác mộng nữa thì lại Thế thì thôi chắc là từ từ nhá anh em nhá, cũng chưa biết được. Nó ra ác mộng 2 sao thì tôi lại đánh Warlock vậy. Từ từ đã nhá, lại pick con này vào. Nhưng mà nói thật với anh em là nếu mà có cái sừng chiến này nhá, mà bây giờ chúng ta quay xe sang chúng ta chơi Beat thì rõ ràng là chúng ta đang có trấn ở đây rồi. Quay xe sang chơi Beat, nếu mà ra Beat thêm mấy con nữa tôi sẽ suy nghĩ lại. tôi cần phải có một cái tín hiệu đến từ vũ trụ. Một con gì đấy thôi. Cần phải có tín hiệu anh em ạ. Chưa có tín hiệu, chưa có tín hiệu. Bây giờ đang có tín hiệu đến từ con ác mộng. Con ác mộng nó alo tôi rồi, chỉ còn một con nó lên 2 sao nữa thì thôi. Ác mộng mà lên 2 sao ấy thì nói chung ấy là ấm luôn.
lúc đấy thì tôi vứt cái sừng chiến đi, nó là ok. Chuyển sang món đồ tím hoặc là món đồ cam. Tôi nghĩ là sẽ đổi sang món đồ tím cho ác mộng thôi. Rồi, cứ từ từ đã. Tín hiệu bây giờ nó đang chưa rõ ràng. Đang có một chút gì đấy nó nghiêng về cái bộ Warlock hơn. Tầm này chắc chả cần đỏ đâu nhỉ. Cái bọn đỏ này tí thay bằng Warlock đánh cũng khỏe. Rồi nào, sau tôi bán hết cái bọn đỏ đi cho Warlock vào luôn. Tiết kiệm tiền thôi anh em ạ. Tầm này là chúng ta bắt đầu thọt rồi. Đội hình nó đang chưa ra cái thể thống công rãnh gì cả. Nó chưa có con nào 2 sao hết. Mới có con The Saw, à con sao Breaker thì không ăn thua. Ok. Rồi. Cứ vua lóc cái đã anh em ạ. Được chưa? Thôi chốt vua lóc đi nhá. Chốt vua lóc đi. Bây giờ mấy cái con này chỉ cần một con nữa lên được 2 sao mà, đúng không? Lên được 2 sao thì cần gì? Bây giờ lên được 2 sao là ngon rồi. Ác mộng lên được 2 sao thì chúng ta không cần cái sừng chiến nữa nhá anh em nhá. Mặc dù là cái sừng chiến thì đúng là nó là món đồ chấn của bọn Beat ấy, nhưng mà tôi nghĩ chuyện này cũng không nên chơi Beat. Chuyện này có Greater chơi Beat có vẻ hơi khó. Beat nó khá sợ Greater ạ. Ui rồi ui, nó lại ra thế này anh em ạ. Ơ điều. Vừa bán con sói đi ạ. Vừa bán con sói đi ra ăn gấu. Thế thì nó lại như thế à. Thế thì cũng hơi điêu nhỉ. Phần vần quá nhỉ. Từ từ vẫn phải có tín hiệu. Vẫn phải có tín hiệu. Vẫn phải có tín hiệu. Ok, nếu mà Beat nhá, Beat bây giờ tín hiệu của tôi là gì? Là con sói nó quay trở lại. Đấy. Bây giờ con sói quay trở lại tôi sẽ chơi Beat. Bây giờ tự nhiên ra 4 Beat cái thì có thể chơi luôn. Ok, bây giờ là có 3 Beat sẵn rồi. Một con Beat nữa thôi. Ra Beat sớm thì có thể là chuyển sang cũng được. Có tín hiệu ở đây rồi anh em ạ. Con gấu 4 đô. Đấy. Đúng chưa? Thôi đúng rồi. Vua lóc cái gì cái tầm này nữa anh em ơi. Thôi lại quay xe vậy. Quay xe thôi. Đủ bộ này. 4 Beat rồi. Rồi. Chốt nhanh anh em nhá. Đấy, cái con nào mà nó không phải ở hệ Beat thì cứ bán đi thôi. Ok. Được chưa? Đấy. Quá tuyệt vời. Đây nó là cái tín hiệu dành cho tôi rồi. Chắc chắn là đây nó là bài chọn người rồi anh em ạ. Mặc dù đầu game không có ý định chơi Beat đâu. Cũng bán khá là nhiều Beat đi rồi đấy. Chuyện này có mết à? Mết thì không sao, mết tí kẹp cá. Chuyện này có tên Tsunami. Không sợ, chỉ sợ Greater thôi. Chơi Beat sợ Greater. Greater thì phải kẹp cọc vào. Kẹp cọc vào đánh Greater. Ok. Hiện tại là nếu mà lên 8 là có 6 Beat rồi đây này. 6 Beat đánh level 8. Có 2 con Wizard để kích hệ. Yeah. Đấy, đủ bộ luôn. Ngon. Rồi, thôi, nói chung là Beat là hợp lý rồi đấy. Rồi. Mà đồ này thì nó mới có cái sừng chiến thôi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ sớm tôi rèn cái sách thôi. Anh em ạ. Đủ một phát là rèn sách luôn. Round 15 thì chưa rèn được sách, nhưng mà round 20 thì sẽ rèn được sách. Còn nếu mà round 20 chưa rèn được sách thì round 25 vậy. Nói chung là sớm muộn gì thì cũng sẽ phải rèn những cái món đấy thôi. Đó là những cái món trấn.
Trận này là không có chủ định chơi bit, chứ nếu mà chủ động chơi bit từ đầu ấy, xong rồi tôi mua như con Whisperseer kèm thêm là nó có cái món đồ sừng chiến thế này, thì nó thành bit siêu đẻ thì nó cực kỳ kinh khủng luôn. Nhưng mà trận này là tôi đang kiểu tôi đáng ngang qua ấy, do có cái tín hiệu đến từ vũ trụ. Nên là mình kiểu mình đang chơi Warlock mình lại phải đá sang. Thế nên là nó đẩy nó không được gắt cho lắm. Chứ còn nếu mà lúc đầu mà chơi bit mà lại rơi ra cái sừng chiến thì đúng là chắc là cái bọn này bây giờ nó đang ngấp nghé chết hết rồi. Đến tầm round 23, 24 là xác định luôn là chỉ còn tôi với một thằng nữa thôi. Mà vì là trận này không có chủ đích là chơi siêu đẻ. Thôi không sao, tí nữa rồi nó cũng sẽ thành siêu đẻ rồi anh em ạ. Một lát nữa chúng ta sẽ lấy những cái món đồ y như siêu đẻ vậy. À nhưng mà trận này là có cái thằng này cay nhờ. Có hai thằng Greater không phải một thằng anh em ạ. Vậy đài. Trận này đúng kiểu bài cho chơi beat nhá, nhưng mà lại gặp đúng đối thủ chơi counter. Thế mới gọi là vãi đài ấy. Cay nhờ. Trong khi đấy là nếu mà chơi Warlock nhá thì lại không sợ đâu. Nếu mà chơi Warlock thì nó lại không sợ cái bộ Greater đâu. Mà chơi beat này lại sợ. Chơi beat lại sợ Greater. Thế mới khó. Mà lại còn lấy đồ lại lấy cái cấm đánh thì nó cũng sẽ không có làm gì được bọn Greater cả. Đấy, cái cấm đánh là phí trước tiên, là nếu mà gặp Greater là sẽ là mất cái món đồ cấm đánh đã rồi. Coi như là chấp một cái đồ xanh dương khi mà chúng ta gặp những cái nhà Greater. Đấy, còn gặp những cái nhà khác thì bình thường. Nhưng mà nếu mà nói chung là nếu mà gặp mấy cái nhà bắn trưởng ấy thì cái cấm đánh nó cũng chả có cái tác dụng gì cả. Trận này nhiều nhà bắn trưởng ấy chứ. Cay thật. Nhiều Greater, nhiều bắn trưởng. Đây này, ác mộng lên được 2 sao. Nhưng mà bán búa rồi. Thôi nếu mà đã như thế này rồi thì không chuyển Warlock làm gì nữa anh em nhé. Như thế này có nghĩa là xác định là beat rồi. Bây giờ là sẽ phải form bài beat không là toàn ấy. Chúng ta sẽ phải form bài beat sớm. Phải lên full 2 sao đã rồi mới chơi đến cái việc là chuyển bài được. Full 2 sao để giữ máu, late game thì mới chuyển counter được. Trận này còn có Glacier. Hai nhà mid, hai nhà Greater và hai nhà Glacier. Nhưng mà hai nhà Glacier tôi nghĩ là sẽ chết sớm thôi. Nhà Greater nó sẽ úp lồng và cái bọn Glacier nó sẽ không kịp tích stack. Nó cũng cái bọn Glacier là cũng giống như cái bọn Beast vậy. Nó cần thời gian để tích stack. Đấy, nên là nó rất sợ những cái bộ khống chế mạnh. Ok, ui rồi lại có cái gương này. Đây, món này cũng dùng được nhá. Thôi, nói chung là chưa rèn được cái món đồ tím đâu. Những cái món đồ này đều những cái món đồ xài được. Nên là tôi sẽ quyết định là tôi giữ lại. Tí nữa chắc là phải round 25 chúng ta mới bắt đầu đổi đồ tím được. Thậm chí là round 25 chưa chắc đã được đổi đồ tím đâu. Phải có nhà chết thì mới may ra mới có đồ để đổi. Bây giờ trong lúc tôi roll tôi sẽ kiếm cá luôn. Lên level 9 nó kẹp được 4 cá vào thì sẽ không ngại với cái nhà mết nữa. Còn gặp cái nhà thằng này thì thôi xác định luôn anh em ạ. Vãi đái. Nó đẩy cho nó còn kẹp thêm con Whisperseer nữa vào thì thôi. 15 máu. Gấu 2 này. Bây giờ lên 9 nó kẹp thêm một cá vào đấy. Hay là lên 9 nhỉ? Thôi, tôi nghĩ là dừng lại thôi anh em ạ. Lên 9 đi. Nhiều nhà chơi mết lắm anh em ạ. Nhiều nhà chơi mết lắm. Kể cả những cái nhà như là nhà Greater là cũng tung trưởng là cũng làm hết đấy. Nó chơi cái con Thunder nó tung trưởng mà. Nên là kẹp cá vào đi. Thực ra thì kẹp cá nó hay ở cái chỗ là nó kháng tất cả các thể loại sát thương kỹ năng. Thế nên là kẹp cá vào nó cũng rất là ngon đấy anh em. Hunter này chắc vẫn ăn được. Bài tôi thế này thôi nhưng mà cũng có một cái con khấu 2 sao là gánh được rồi. Chứ không đến nỗi. Mặc dù là nhìn thấy là đánh chữ thua đấy, nhưng mà tôi nghĩ là bài thế này là ổn rồi đấy.
Bây giờ thậm chí chúng ta có thể lên 10, chúng ta kẹp 4 cá vào cũng được. Nếu mà có thêm con cá nữa anh em ạ, kẹp 4 cá vào cho chắc kèo luôn. Gặp mấy cái thằng như là Glacier ấy, không mất máu nhiều đâu mà. Gặp thằng Creator là sợ nhất thôi. Đấy, Creator giờ kẹp cá vào để chống cái việc clear nhanh đến từ con Thunder, tôi nghĩ là vẫn có thể chơi được. Sợ nhất là Creator thôi, còn mấy cái thằng bắn trưởng cũng không sợ lắm đâu. Con gấu này của tôi nó có đủ đồ, nó chấp hết. Đây này, gặp bắn trưởng này. Gấu có kháng phép rồi, có áo mưa rồi. Đấy, tầm này là mạnh rồi. Kẹp Marine vào là không ngán gì thằng nào nữa. Rồi, ok. Như này lên 10 sớm ấy. Chơi lên 10 sớm ấy, kiếm cái con gấu 3 sao dễ hơn anh em ạ. Con này nó ở level 10 nó là 25% ra. Đấy, level 9 thì nó chỉ có 20% thôi. Nó sẽ ít hơn. Witcher sắp đi rồi cả. Witcher lên được level 10 rồi nhá. Kinh phết đấy. Witcher là 6 Glacier, Witcher đánh được mắc binh rồi. Mà nó đẩy cấp sớm quá nên con Fallen của nó vẫn chưa lên được 2 sao. Tôi nghĩ cái thằng đấy là nó cũng sẽ đi sớm à. Gặp cái bọn Glitter này mà nó úp được cái lồng thì xác định. Ui rồi lại bị đẩy này. Cứ gặp Glitter thôi. Phải, còn 35 máu ạ. Sao gặp nhiều ấy nhở. Này đỡ sao. Nó cho tôi gặp Glitter liên tục anh em ạ. Vãi đái thật. Khó rồi, 35 máu. Chủ được 2 lần nữa đúng không? 35 máu thì chắc là 2 lần lọt nữa thôi. Gặp Glitter trụ được 2 lần đúng không nhỉ? Mỗi lần 15 máu tôi nghĩ là vẫn trụ được. Mấy thằng Glitter chết đi, khó. Cái thằng Glitter nó còn tới tận 76 máu. Cái thằng Glitter phía dưới thì nói chung là nó có thể chết, nhưng mà còn thằng phía trên thì chưa nghĩ là nó có thể chết được sớm đâu. Rao này là buộc phải có đồ chấn nhá anh em nhá. Phải rèn rồi, cái tâm này phải rèn đồ tím rồi. Ok. Lại ra quả cầu vực thẳm ạ. Ok thôi, tôi đổi đồ đây. Chết rồi, thiếu. Vứt áo mưa đi à. À đây rồi, úi dồi ôi, quá là ngon luôn. Thế thì lại ấm rồi. Được quá nhờ. 4 cá vào đã này. Rồi tôi rôn hết tiền này. Kiếm con gấu 2 cái đã. À quên, gấu 3 sao. Kiếm con gấu 3 sao đã. Medusa này cũng sẽ phải dùng này. Ok. Tí nữa kẹp 6 cá anh em nhá. Lát nữa tôi sẽ kẹp 6 cá. Unicorn bây giờ mới lên được 3 sao nhỉ. Còn Unicorn tôi bây giờ nó vẫn 1 sao. À vẫn còn 2 sao. Trong khi đấy là chúng ta đã lên level 10 rồi. Cái tỷ lệ mà ra cái con tướng một đồ nó chỉ có là 5% thôi. Rất thấp. Ok là đi luôn không? Glacier chắc là vẫn chưa đi đâu. Ui rồi, đẩy phát là 4 máu ạ. Sao không đi luôn đi nhở? Thằng đấy sắp Berserker 3 sao rồi. Chắc là bán con sói đó. Tầm này chắc bán con sói đi. Ok. Rồi, để đội hình như này là ok ở đây anh em ạ. Bây giờ chỉ cần gấu lên được 3 sao nữa thì nó là mắc binh. Kẹp 4 cá vào rồi, sẽ không sợ mết nữa. Còn gặp Creator thì
Tôi nghĩ là cũng sẽ không mất quá nhiều máu đâu, bởi vì có sách rồi, có chân phái rồi. Đây gặp bết này, 4 cá rồi, không sợ. 4 cá cộng áo mưa ở đây thì sợ gì cái bọn này. Để chết luôn không? Ui, ui đào phết đấy anh em ạ. Còn 5 máu. Vẫn chưa rôn ra được con gấu 3 sao. Unicorn hoặc gấu thôi, cho ra đi. Được chưa? Đội hình này ổn chứ? 35 máu liệu rằng có thể giữ máu được không? Từ lấy giờ là vẫn đang thắng đấy. Từ khi mà có quyển sách là chúng ta đang chưa có thua một round nào. Ok. Để xem là nếu mà gặp mấy cái thằng như kiểu Greater thì có chơi được không. Còn 6 Glacier kẹp với Witcher tôi nghĩ là cái bộ này ăn được. Bộ này không ngán đâu anh em ạ. Beat là không ngán đâu. Beat trong meta mới này nó được bắp cái sừng chiến lên nên là nếu mà có sừng chiến rồi thì nó rất khỏe. Thầy đi luôn không? Chắc chắn là đi rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, Full Witcher cầm đánh đến chết kìa. Làm sao mà clear được? Làm sao mà clear được nữa? Có bất diệt. Có bất diệt. Ơ, nhưng mà tại sao cái bóng của nó không được bất tử nhỉ? Ui đây rồi. Gấu ba. Anh em có nhìn thấy cái quả vừa rồi không? Rõ ràng là con Fulham nó có bất diệt mà sao bóng của nó không được hưởng nhỉ? Rõ ràng là tôi thấy là sau update là nó có được hưởng mà nhỉ? Yêu thật. Ảo đấy nhỉ? Tí nữa chắc là tôi sẽ rèn tiếp những cái cuốn sách tiếp anh em ạ. Bộ này tôi chơi tôi chỉ có rèn sách thôi. Full sách luôn. Tối đa có thể lấy 3 cuốn. 3 cuốn sách vẫn là ok. Rồi, Greater này. Mày úp lồng hộ tao cái. Úp lồng ngu. Chết rồi. Đứng trong lồng rồi. Đứng trong lồng thì sao? Thì sao? Đau phết đấy. Nhưng mà đi đùa không? Này thì Greater với chúng tôi. Hay quá. Còn một thằng nữa. Cái thằng Greater mạnh hơn chưa chết anh em ạ. Có Blink. Được, Blink cho gấu luôn. Blink cho gấu lé Greater. Ok. Bay ra đằng sau không bị úp lồng. Tôi nghĩ là sẽ làm cái sự lựa chọn sáng suốt đấy. Tôi sẽ không rèn cái Blink này đâu. Gặp Greater tôi sẽ bỏ cá ra tôi kẹp cọc vào anh em ạ. Kiếm thêm cái con thị vệ nữa. Bây giờ còn 4 nhà thì quá đơn giản rồi. Đổi ra đổi vào thôi. Cứ round nào mà chúng ta gặp mết thì chúng ta kẹp cá. Còn nếu mà round nào chúng ta gặp Greater thì chúng ta kẹp cọc. Có thế thôi. Những cái round mà gặp cái thằng Glacier thì cũng có thể kẹp cá được. Bởi vì cái cọc này nó sẽ bị phá rất nhanh. Chúng ta sẽ kẹp cá vào. Đây rồi, không phải ra đầm luôn. Quá ngon. Đây rồi, thi vệ này. Từ từ đã. Hiện tại này vẫn chưa đổi thêm được một món đồ tím nữa. Nên là dồn đồ cho hai con thôi. Đấy, con sâu bây giờ cầm đồ đấy. Sâu cầm đồ đánh nhanh đứng đằng sau gọi đệ. Có sách ở đây rồi. Sâu gọi đệ nó sẽ gọi có thể có. Cái lúc ở đấy nó sẽ gọi được hai con sâu một lúc. Cũng được. Bây giờ làm nào để kết liễu cái thằng mết sớm đấy. Để chúng ta có thể bỏ cái được. Hoặc là kết thúc cái thằng Greater sớm để có thể bỏ cặp. Một trong hai. Glacier thì không phải là cái vấn đề nữa rồi. Gặp cái bọn Greater thì cũng chết rồi. Nó úp lồng cái nó chết mà. Bây giờ sợ nhất là Greater. Gặp Greater luôn này. Vô tư bạn ơi, có Blink rồi.
Blink xuống vẩy hàng đằng sau. Chết ngay, không kịp úp lồng luôn, đẩy nhiều máu luôn ạ. 33 máu. Mẹ vãi đái. Quả vừa rồi đẩy Glitter đi 33 máu. Thằng đấy cũng phải thoát tim luôn đấy. Có Blink không sợ rồi anh em ạ. Móc sau rồi. Chả qua nó ăn được tôi bởi vì cái hàng đằng trước của nó chúng ta không móc ra hàng đằng sau được. Bây giờ có Blink rồi thì không sợ nữa. Có thằng mết. À thằng mết sắp lên được con Thunder lên 3 sao này. Nhưng mà thằng này chơi mết kẹp với cả Metalist ạ. Rao này tôi nghĩ là sẽ có thằng đi đấy. Tạm ổn. Rồi. Thằng này 41 máu đây không đi được. Ui. Đẩy 42 máu ạ. Điêu rồi đấy. Thề. Cái thằng mà mình ngỡ là nó không thể đi được thì nó lại đi. Vậy là chúng ta sẽ không đánh với cả nhà mết lết game. Còn hai nhà thôi. Vậy là chỉ còn Glacier với cả ô. Với cả Glitter mà Glitter không ăn được kìa. Thôi chết rồi. Vậy là Glitter không ăn được cái thằng Glacier ấy hả? Ô vậy đấy. Thật là như thế luôn. Khó nghĩ nhỉ, lấy cái bùa tâm linh này cũng ngon. Nhưng mà thôi random đi. Quả trứng này tôi chỉ đập cho con Tsunami thôi nhá anh em nhá. Tí nữa sẽ có Tsunami. Không đập linh tinh đâu. Thằng này Berserker 3. Nhưng mà dồn đồ cho ấy. Sai linh à, clear nhanh đấy. Anh à, thua. Ủa đúng. Thua. Cày nhà. Có cả lùn luôn. Đồ ngon đấy. Tôi lại thua cái thằng Glitter nữa kìa. Thua cả hai bên luôn. Nhưng mà trận này tôi sẽ kẹp cọc vào với cả lấy Blink cho gấu. Nói chung là không sợ đâu. Chả qua là cái đao vừa rồi là tôi không lấy Blink cho gấu vào, cũng không kẹp cọc thôi. Tê su này. Kết liêu cái thằng Glitter thì đơn giản là chỉ kẹp cái cọc vào là xong mà. Đao này gặp không nhỉ? Gặp đấy. Rồi, đem Glitter đến đây. Nào, Glitter đâu? Sang đây. Ui giời, chết rồi, đứng trước mặt con lấy của nó. Không sao hết, không sao hết. Đấm nó sấp mặt luôn ạ, à. Blink dùng dưới. Nó để cái con PA nó kê ở con gấu của tôi anh em ạ, à. Nhưng mà vẫn chết. Vẫn không đấm được, bị hội đồng nho. Con Shadow đừng nó kê giữa mặt cái con gấu Blink xuống luôn. Nhưng mà khổ, con gấu nó còn gọi được cả đệ nữa mà. Rồi xong rồi đấy. Tầm này ok rồi, thôi đổi cái món đồ cho con cáo là xong. Còn đồ của khấu là đủ rồi. Bây giờ lấy đồ cho cáo đó. Cáo thì lấy mấy cái đồ đam mà được. Bây giờ ấy, cần cái gì? Cần tôi nghĩ nó sẽ là phải là một cái chém lan hoặc là một cái búa bình minh. Lấy đồ tím thôi, không tham một cam nào gì cả anh em ạ. Bây giờ lấy đồ tím thôi. Hiện tại tôi vẫn chưa có cái búa bình minh. Đây rồi. Được, lấy búa bình minh đi, chém lan thôi. Chả cần đâu. Tôi sẽ đổi thêm một cái món đồ tím nữa, yên tâm. Đủ không?
vứt cái áo mưa đi được rồi. Đó, đủ. À, giáp trừ tà cũng được. Chống cấm đánh, giáp trừ tà được. Thằng kia nó chơi Kira kẹp Glacier dồn đồ cho con ấy à, con Sailing à. Deck sợ. Beat làm được mà, yên tâm. Không sợ đâu. Mày sai lầm rồi. Chơi Kira có nghĩa là chỉ có một mình thôi. Thế thì chắc chắn là sẽ dính rất nhiều stack. Thế thì hội đồng đến chết. Sai lầm chết người của đối thủ. Này thì luốt với chúng tôi. Trời ơi, chơi Kira luốt hết những cái con xung quanh thì chỉ tổ cho cái con gấu nó bớ vào người thôi anh em ạ. Luốt xong là còn bị cấm đánh đứng im đến chết mà. Có kịp làm gì đâu. Vẩy được mấy cái là chết rồi. Nói chung là đối thủ mà chơi cái kiểu đấy đúng là rõ là sai lầm luôn. Ít ra không luốt ấy thì vẫn còn có những con xung quanh để nó tăng cho một lúc, để cho cái con Sailing nó có đủ thời gian nó hết để cầm đánh. Nhưng mà không, đây là luốt hết. Cứ phải luốt hết cơ. Thế là thôi, coi như là bị hội đồng đến chết luôn. Tích stack của bọn Beat này nó nguy hiểm lắm anh em ạ. Nhất là meta mới. Meta mới này cái stack nó được tăng lên một cái lượng đam khá là đáng kể. Nó tính theo phần trăm cơ, 10% đam chứ nó không tính theo cái lượng đam cố định ngày trước nữa. Là ngày trước là cứ cộng mỗi một lần đánh vào là 16 đam đấy. Đấy, rồi, anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Một cái clip meta mới, chơi test thử con tướng mới, tướng truyền thuyết ở cái tộc Beat kết hợp với cả Warrior, một cái con tướng 5 tiền để xem nó mạnh đến cỡ như nào. Và cũng thử luôn cái con kiếm hồn. Đấy, nó lột xác thành cái con Spectre ở trong Dota 2. Anh em chưa xem, anh em xem thì nhá, hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi God Ác Mộng ở trong meta mới, liệu rằng bộ này có thể comeback trở lại được không. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.